Cả đám chúng mày xuống vào đánh một con gái với một thằng nhóc mà không biết nhục à? Ê, tao lớn rồi nha mày. Không phải chuyện của mày, đừng có xí vô. Nhưng đây là địa bàn của tao. Thì sao? Về nói với xoay chuột, đây là địa bàn của cọp răng. Đây là hậu quả khi chúng mày đến đây quậy phá. Cút! Có chừng như mày, biến đi mày nhóc. Lao thịt. Em có sao không? Tôi không sao, cảm ơn anh. Anh thấy em có chút bản lĩnh, muốn về làm việc với anh không? Xin lỗi, tôi không thích làm lính của ai hết. Đúng rồi, chị em tôi vô đảng sương sương rồi, không thích vô băng vô đảng gì hết đó. Nếu đổi ý, cứ đến gặp anh. Anh là Túc, đại ca băng cọp rằng nắm khu vực này. Tôi là Thương, chữ Thương trong xác Thương, làm chủ cuộc đời mình. Còn tôi là Sa, Sa trong chữ Sa nhau mãi mãi không bao giờ gặp lại á. Đi, đợi gì nữa? Đi. Cảm ơn anh. Em bị điên à? Có biết nguy hiểm lắm không? Anh không giải quyết được thì để em giải quyết. Anh bảo là anh nghĩ cách, nhưng không phải bằng cách này. Anh không muốn làm mất em. Nói cho ông biết, băng cọp rằng chưa sợ bất kỳ thằng nào. Đây là địa bàn của tôi. Chỉ cần một tiếng súng vang lên, ông biết hậu quả thế nào rồi đấy. Bỏ súng xuống. Bỏ súng! Thế nhá.